Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series nấu ăn cùng với mình. Hôm nay thì mình có nấu món thịt nướng nhá. Mình sẽ chỉ cho mọi người công thức lớp thịt nướng mà mình hay làm. Bây giờ các bạn cùng mình bắt tay vào lên đến cho cái phần gia vị nhá. Trước tiên là mình sẽ ướp cái gia vị vừa ăn trước. Ở đây thì mình có sử dụng phần sốt ướp thịt nha mọi người. Đây là cái phần sốt ướp thịt của mình nha. Nó đã gần hết mất tiêu rồi. Mình sẽ đổ nốt cho còn lại luôn. Đây mình sử dụng cái loại này nhé. Mọi người có thể tham khảo. Mình sẽ đổ nốt phần còn lại. Tại vì nó cũng khá gần hết rồi. Tại vì mình dùng khá là nhiều. Các món thịt thì mình đều cho cái phần sốt này. Mình thấy trong hũ còn khá là nhiều nên là mình sẽ cho một miếng thịt vào và lấy nốt cái phần sốt ra nhé. Không phí cái phần sốt ở trong. Tại vì cái lọ bao giờ các cái lọ ấy thì nó cũng sẽ không ra hết được cái phần trong. Nên là mình sẽ thử cách này để lấy nốt cái phần sốt ướp ra. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm một chút dầu hào. Phần dầu hào này thì sẽ giúp cho cái thịt của chúng ta mềm ẩm. Nó hơi khó lấy tại vì mình để trong tủ lạnh ấy, nên là nó sẽ hơi bị đặc. Tiếp theo là mình vì cái phần sốt ướp thịt này mình thấy nó hơi ngọt, hơi thiên ngọt nên là mình sẽ sử dụng thêm một chút sa tế nhé. Nếu mọi người không có sa tế thì có thể sử dụng tương ớt cũng được. Ở đây mình sử dụng sa tế tôm, mình sẽ cho một chút xíu thôi. Nếu không là nó sẽ bị cay quá. Đó, mình chỉ cho một chút xíu này thôi nhé. Tiếp theo là đến phần gia vị vừa ăn. Chúng mình sẽ có... Trước tiên là mình sẽ cho một chút muối. Cái này thì hơi bẩn nhưng mà mình sẽ bỏ ra trước ạ. Mình sẽ cho khoảng nửa thìa muối đi. Tại vì ở đây cũng khá là nhiều thịt. Tiếp theo là mình sẽ cho một thìa hạt nêm. Một tí xíu mì chính nhé. Mì chính của mình này. Đây, mình sẽ cho một chút để nó có đậm đà các hương vị. Cuối cùng thì chúng ta sẽ nêm nếm phần nước mắm nhé. Nước mắm sẽ giúp cho miếng thịt trung hòa được vị mặn và sẽ đậm đà hơn. Mình sẽ sử dụng một muỗng rưỡi, một thìa rưỡi nha. Tại vì ở đây mình dùng khá là nhiều thịt nên là mình sẽ phải ướp cho nó khá là đậm một chút. Sẽ dùng ngón tay và bóp thật đều cái những cái nguyên liệu này cho nó hòa quyện vào cái phần thịt của mình nhé. Mọi người có thể thấy là cái thịt của mình nó đã lên màu rất là đẹp rồi này. Nó có một cái màu nâu nhạt nhạt. Khi nướng lên thì nó còn sẽ lên màu hơn nữa nhé. Mình sẽ bóp thật đều để không bị miếng nhạt, miếng mặn. Khi nướng thì mình sẽ thái to bản như thế này để nó không bị khô. Khi mà mình nướng chín rồi mình mang ra ăn thì mình mới cắt nhỏ nhé. Bây giờ thì mình sẽ để cho thịt nghỉ khoảng 30 phút, sau đó nếu mọi người có bếp than thì hãy nướng ở bếp than nhé. Tại vì nó sẽ ngon hơn là nướng ở trong nồi chiên không dầu. Mình sẽ xét ở nhiệt độ là 160 và nướng cho tới khi mà hai mặt của thịt nó thật là vàng đều. Và đây là phần thịt nướng của mình nha mọi người. Mọi người thấy hấp dẫn không nào? Hãy cùng mình thử theo công thức nướng thịt siêu ngon và đơn giản thành tại nhà nhé. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mọi người cảm thấy hay thì hãy ủng hộ mình nha.